những anh em nào đang bán những con máy hưu thái Pro nhái giả hoặc là hưu thái Long Bay nhái giả thì những anh quản lý thị trường cực kỳ thích nha. Hàng nhái hàng giả là những anh quản lý thị trường vô chốt đơn rẹt rẹt luôn đó. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Ngân Gala nha. Thì chúng mình anh em ơi, thì đang có ba cái máy, một con là hưu thái 543 Pro, một con là hưu thái 543 và một con là hưu thái 553. Thì ba con này thì đều của thương hiệu hưu thái do công ty Quỳnh Lam nhập hết nha anh em. Và hôm nay thông báo với anh em một tin, đó là hiện tại đã có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Bộ Khoa học Công nghệ và Cục sở hữu trí tuệ cấp cho thương hiệu hưu thái này rồi ha. Nên anh em nào đang dùng những máy hưu thái này hoặc là đang bán những con máy hưu thái mà của Quỳnh Lam nhập khẩu thì cứ yên tâm mà sử dụng và bán hàng ha. Còn những con máy mà cũng là hưu thái anh em nhưng mà hàng nhái hàng giả do công ty khác nhập và đặt tên để kiểu như là hàng nhái hàng giả đó anh em, thì hiện tại thì chắc chắn đang rung dần rồi đó. Những em nào mà đang bán những con máy hưu thái Pro nhái giả hoặc là hưu thái Long Bay nhái giả thì những anh quản lý thị trường cực kỳ thích nha. Hàng nhái hàng giả là những anh quản lý thị trường vô chốt đơn rẹt rẹt luôn đó. Thì mời anh em gần đi để chúng ta xem ba con máy này và tí nữa chúng ta sẽ xem cái giấy chứng nhận này luôn. Thì chúng mình anh em hiện đang có ba con nha. Con là hưu thái Pro 543, con này thì rẻ tiền nhất anh em, con này thì chỉ có 3,2 triệu thôi, miễn phí vận chuyển và kèm quà tặng cho anh em nha. Còn con hưu thái 543 này thì là mẫu máy mà có thể nói là bán chạy nhất trong các dòng hưu thái luôn anh em. Và con này thì nồng ở piston 41 ly. Nói chung là con hưu thái Pro 543 Pro và hưu thái 543 này thì công suất như nhau nha anh em, trọng lượng như nhau, tiêu hao nhiên liệu thì như nhau, nhưng mà cái linh kiện của con hưu thái 543 này thì nó tốt hơn con hưu thái Pro một tí nên giá nó mắc hơn nha. Nó là 3,4 triệu, miễn phí vận chuyển qua kèm quà tặng, không lấy quà tặng thì trừ tiền ra nha anh em. Con này cũng vậy. Và con lớn nhất ở đây là hưu thái 553. Hưu thái 553 này thì piston tới 45,5 ly lận nha anh em. Và có một mẫu ở thị trường tên cũng ná như thế này, thì hai mẫu là y chang nhưng mà cứ bị rất là nhiều người kêu là hàng nhái, hàng giả, rồi hàng copy, hàng kiếm chất lượng, linh kiện khác này nọ. Thì anh em thì đã có video rẻ máy rồi, anh em cứ xem và anh em tự đánh giá nha. Và giá con này thì cực kỳ mềm cho anh em luôn, chỉ có lăn quanh là 4 củ thôi và được miễn phí vận chuyển tận nhà cho anh em luôn nha. Đó, và gì nữa ta, và đây anh em lại gặp một xíu chúng ta thấy này. Chúng ta ngày xưa thì cái máy hưu thái nó sẽ có cái logo là hình tròn và chữ H ha. Đây, hình tròn và chữ H này. Nhưng mà hiện tại nha, hiện tại những cái máy mà từ tầm khoảng tháng 11 là thì tháng này nè trở đi á, thì cái logo nó sẽ được đổi qua cái logo này ha. Và logo này thì cũng đã được nói chung là cũng được đăng ký luôn rồi nên anh em yên tâm mà sử dụng và buôn bán nha. Và cái logo này thì Thiện để hình ảnh góc này để anh em tham khảo đó, vì cái logo này thì nó anh em thấy nó sẽ na ná với lại logo của Huvana, hàng zin chính hãng đó. Thì logo thằng Huvana thì nói chung là ảnh hưởng tới nhiều cái nữa nên hiện tại hưu thái thì quyết định đổi qua cái logo khác nha anh em ha. Cũng rất là đẹp ha, và có logo thương hiệu hưu thái thì cũng đã được có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu rồi. Đây mời anh em gần chúng ta xem nha. Đó, cái này do Bộ Khoa học Công nghệ và Cục sở hữu trí tuệ cấp nha anh em ha. Chứ nhiều ông kêu hàng nhái hàng giả hàng tàu lao là nói chung mà giả những cái này là có vấn đề, có lộn, có chuyện liền nên không ai dám giả nha anh em. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nha, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật Quỳnh Lam ha. Hiện tại thì công ty Quỳnh Lam là công ty duy nhất nhập hưu thái đúng hàng nha anh em. Còn những cái hàng mà anh em ngoài xin một cái thùng chỗ nhà nhập khẩu á mà công ty khác nhập á thì là hàng nhái nha, hàng giả nha anh em. Hiện tại thì Thiện biết có mẫu hưu thái 543 giả và hưu thái 543 Pro cũng có hàng giả luôn. Và hưu thái 543 này cũng đang trên đường làm hàng giả luôn nha anh em. Đó, thì mấy ông mà bán hàng đó thì cứ nói chung là rung dần đi là vừa đó. Đây, hưu thái nha, từ hưu thái nha anh em. Đó, cái đây là cũng là một tờ giấy bên văn phòng luật sư họ thông báo anh em ha. Xin gửi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỳnh Lam này. Đó, địa chỉ giấy chứng nhận nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hưu thái nha anh em. Đó, nói chung là pháp luật là giờ là ok hết rồi anh em ha. Nên anh em nào mà đang sử dụng hoặc là buôn bán máy hưu thái 543 hàng chuẩn do công ty Quỳnh Lam nhập thì cứ yên tâm nha. Còn những cái công ty khác nhập hàng nhái vô thì nói chung là cái đó thì pháp luật họ xử lý anh em nha. Đó, giới thiệu anh em là một lần nữa nha. Hiện tại công ty Quỳnh Lam nhập khẩu 3 mẫu máy hưu thái là hưu thái 543 Pro, hưu thái 543 và hưu thái 553 nha. Thì nói chung là những con này thì nó sẽ nằm ở nhiều giá tiền khác nhau để anh em lựa chọn. Anh em tầm tiền dùng gia đình vừa phải á, thì chúng ta chọn cái hưu thái 543 Pro này là dùng rất là thoải mái rồi, cũng linh kiện rất là tốt anh em. Côn KSK điện IVU piston NI rồi chế khí quay Pro và cái PK, nói chung là linh kiện nó rất là ổn, Burin KPP luôn ha. Còn con hưu thái 543 này thì nó mắc hơn một xíu. Còn anh em nào thích khỏe mạnh làm ao luôn á thì con hưu thái 543 này thì rất là khỏe rồi, nằm 45,5 ly. À, cuối video cũng như là những video khác mà có hưu thái nha,
Thu Thái chỉ là một cái tên thương hiệu do nhà nhập khẩu đặt cho sản phẩm thôi nha anh em, không liên quan đến đất nước Thái Lan, không phải là Huvana đặt nhà máy tại Thái Lan, cũng không phải liên danh hay là hợp tác gì với Thái Lan hết, chỉ là một thương hiệu do nhà nhập khẩu đặt cho con máy thôi và sản xuất toàn bộ ở linh những con máy này thì được lắp ráp tại Trung Quốc nha, ha, để anh em tránh hiểu nhầm về cái tên thương hiệu ha, chứ có nhiều anh em khác bán thì cứ mập mờ những cái tên thương hiệu này để giá thành nó cao lên á, ha, thì anh em lưu ý ở tên thương hiệu, nhưng đảm bảo anh em luôn trong tầm giá 3.2 triệu thì con này là vô địch thiên hạ rồi anh em, 3.2 triệu bao ship cho người tặng, 3.4 triệu bao ship cho người tặng và lên quanh 4 củ bao ship cho anh em, thì những cái tầm giá này là những con máy chúng mà anh em may là nó rất là ok trong tầm giá luôn rồi nha anh em. Đó, anh em nào quan tâm về những con máy Thu Thái này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn thiện hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về mẫu này để anh em thêm tin nha. Anh em xem video em bấm đăng ký kênh và nhấn thông báo để mỗi lần mà thiện ra video mới anh em sẽ biết. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả anh em. Xin cảm ơn cả anh em và xem video tiếp theo nha.